Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm Super S5 để cùng coi cà lon chạy. Má cà lon quá trời luôn em. À nhầm, bây giờ chúng ta quay lại. Thì anh em cũng có thể nhìn thấy đó chính là cái tiêu đề của cua sau khi chúng ta đã có được cái phiên bản mới là Dương Môn, Dương Gia đồ này nọ cái kiểu. Thì ra cực kỳ nhiều cái tính năng mới. Có được cái thú cởi nè, trang bị thú cởi nè, rồi trang bị bội sức đồ này nọ tăng cực kỳ nhiều binh giáp. Thì 10 triệu binh giáp của anh Thiên Tôn có đạt được hay không? Chúng ta hãy cùng xem nha. Hiện tại mình qua bên Server 5 và Server 5 chuẩn bị gặp với Server 8 rồi anh em, rất là lạ luôn. Yo, hiện tại thì anh Thiên Tôn đang có số binh giáp là 9.542.256 binh giáp. Qua bàn chơi, hiện tại là đang có bàn chơi với lại bàn chiến luôn. Rồi à, chơi với chiến luôn rồi, dữ dội nha. Rồi ok, chúng ta hãy cùng xem anh ấy lên được những món đồ gì nha anh em ơi. Hiện tại thì anh Thiên Tôn đang có số tấn công của anh ấy là 23.600, sinh lực là 398k. Ôi má ơi, sinh lực gần 400k, một con cũng độc trưởng như vậy thì ai mà giết được trời. Nội công là 5k, sinh khí 2k và thân pháp là 2k. Sinh khí 2k2 nữa chứ mà 2k nữa. Cơ quá của anh ấy hiện tại đang là 259. Tông sư 29. Có một cái bội sức mới, nó giúp cho anh em tăng rất là nhiều binh giáp. Anh em rất là dễ dàng để sở hữu một cái bội sức như thế này. Anh em chỉ cần đến chủ tiệm phục sức Ba Long Quyện kế bên cái anh cha bán thuốc á. Anh em bấm vô lấy bội sức cơ bản thì nó sẽ cho chúng ta cái bội sức. Nó cho y chang như thế này luôn là anh em. Để tăng lên bội sức cấp cao hơn thì đòi hỏi anh em phải có những cái nguyên liệu của nó. Cái đó là anh em lên trang chủ anh em đọc, cái rất là dễ anh em. Mà cái bội sức này cô thấy nó cộng chỉ số rất là ngon. Xét thân cuối nè, tấn công là sinh lực tối đa, còn quán ngũ hành, thời gian bất lại ngũ hành tăng và kháng tất cả. Mà nói lại là cái bội sức này là ai cũng có thể lấy được luôn, những cái dòng y chang như vậy luôn. Cô thử rồi, cái này nó chỉ tốn kém với những cái lần nâng cấp tiếp theo. Và anh em thấy là nó có 4 viên vấn thạch, cái này lỗ khảm anh em, để up binh giáp nữa. Rồi, rồi à, cây này cập nhật hơi bị ác. Rồi tiếp theo chúng ta có được cái ngoại trang rất là hay. Trong phiên bản mới là có ngoại trang, ví dụ như là ngũ độc nó có cái bao tay mang ngoại trang vô sáng sáng nhìn rất là đẹp đúng không, rất là ngon luôn. Và cái trang bị thú cưỡi, thì cái trang bị thú cưỡi này phải nói là thật sự rất là tốn kém, cực kỳ tốn kém. Để lên được trang bị thú cưỡi này đòi hỏi anh em thứ nhất là phải bỏ vàng hoặc bỏ ngân phiếu rất là nhiều. Giám định ra theo cua đọc sơ sơ ở trên chân chủ thì giám định ra thì nó sẽ random những cái dòng như thế này. Nếu như mà ra một cam mà dòng cùi mình cũng không lấy nữa anh em, ra những dòng mình cần thiết thì mình mới lấy thôi. Thật sự là cái này rất là khó chơi, rất là tốn luôn á anh em, phải nói là như vậy. Lên được cái này tăng binh giáp ổn, ok, nhưng mà tốn lắm. Rồi chúng ta hãy cùng soi thuộc tính của anh Thiên Tôn nha. Hiện tại là tấn công của anh ấy 144%, sinh lực cơ bản là 372%, rất là cao. Chính xác 2k4 147%, quá dữ dội. Né tránh là 3k5 45.84%, một con ngũ độc trưởng có cái khả năng né tránh rất là cao. Bỏ qua né tránh của anh ấy là 705, đỡ đòn là 12.286, 38.78% đỡ đòn. Đỡ đòn nếu như mà muốn match chỉ số thì anh em match là 45%. Đỡ đòn miễn thương là 6k9, 62.09%. Đỡ đòn miễn thương max là 70%. Chí mạng của anh ấy là 4k2, sát thương bạo kích là 3k1, 300%, chí mạng 100%. Kháng chí mạng 4k5, 100% kháng chí mạng. Miễn sát thương bạo kích thì coi như là khỏi tính đi. Kháng chí mạng là đỡ hết chí mạng của ta, tính chi miễn sát thương bạo kích đúng không? Rồi, bỏ qua kháng mộc là 2k1, 34.01%, kháng tất cả của anh ấy phải nói là cực cao luôn. Anh ấy build kháng thủy quá trời quá đứt luôn anh em. Má ơi khủng khiếp thật. Kháng thủy của anh ấy là full 70% luôn rồi. Full 70% luôn rồi anh em. Má ơi kinh khủng. Kiểu này là ổng chỉ ngán những ông Ngami thôi, thật sự. Ngami trưởng bắt rất là ghê. Ổng chỉ cần là ổng không bị Ngami trưởng đánh thấm vô người là ổng có thể là ổng giết được Ngami trưởng. Mạnh lắm. Đối với cái cấp build đồ của anh Thiên Tôn, chỉ số như thế này rất là mạnh luôn.
cựu quái ngũ hành 2k1. Khi mà ngũ độc trưởng này đánh vô những môn phái hệ thổ, ta nói là chỉ cần chơi một chiêu mốc đích thôi là cũng đủ chết nè anh em. Ngũ độc trưởng đánh vô những môn phái hệ thổ, đam của nãy sẽ tăng thêm 52.01%. Hệ thổ đánh vô nãy đam giảm đi 52.01%. Anh ấy chơi tỷ lệ tăng và thời gian tăng luôn. Tỷ lệ thổ thương giảm, tỷ lệ bất lợi ngũ hành giảm của nãy là 1k9, hầu như là full 100%. Thời gian bất lợi ngũ hành giảm, thời gian tổn thương 2k2 rất là cao. Hạn chế mấy con Ngami nó bắt lại, cây giật khó chịu, hoặc là Thiên Dương bắt lại, hay Kim bắt lại đồ này nọ. Rồi sát xích khăn choáng, thời gian choáng là full. Hai cái này full là ok rồi, quá dữ rồi. Mấy kia thì chúng ta không có cần quan ngại quá đúng không? Rồi coi đồ của anh ấy hiện tại, coi cái vũ khí bậc 13, tông sư 20, nội công nè, chí mạng, độc sát nội, tấn công, đỡ đòn và chính xác, điêu khắc 80%. Anh ấy lên khí hồn 18 luôn, rất là hiếm người lên khí hồn 18 nha anh em. Về sau thì ăn thua nhau 10% đam nó cũng rất là quan trọng đấy. Tại vì nếu như đánh võ lâm minh chủ thì đam nó sẽ đóng vai trò rất là khủng khiếp. Có thể là chúng ta không kết thúc được đối phương, nhưng mà chúng ta có khả năng mà gây ra đam, tính sát thương mà. Ăn thua nhau tính sát thương thì lúc đó là nó sẽ cực kỳ quan trọng. Rồi Văn Cương thì bỏ qua né nè, nội công, tấn công và tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng. Anh ấy không build chí mạng, tại vì anh ấy đã full chí mạng rồi, build chi nữa đúng không? Nếu như sau này mà anh ấy mà muốn giữ người dữ dội nữa thì bỏ tấn công luôn, phải không? Rồi quất vô cái là thời gian tăng luôn ha, nhưng mà nghĩ cô nghĩ là tỷ lệ tăng đúng rồi, mục đích cũng đủ chết này. Rồi qua cái dây chuyền bậc 13 hay thủy, nội công, chí mạng, tấn công, sát thương chí mạng, thời gian thiếu đốt giảm, phân đoàn cận chiến. Cô nghĩ là nếu có cái ngon hơn nữa và cái chỉ số chí mạng của nấy đã dư nhiều á thì cô nghĩ là nấy sẽ thay tiếp, hay là đỡ đòn hoặc là đỡ đòn miễn thương đồ này nọ, hoặc là nấy tránh cũng ngon lắm. Rồi anh ấy sử dụng là tấn công, chí mạng, tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng và nội công. Rồi qua cái nhẫn trên, hệ quả là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, đỡ đòn miễn thương, đỡ đòn và hút sinh lực. Đây cái nhẫn này mới gọi là ngon nè, những dòng như thế này mới ngon nè. Có đỡ đòn miễn thương nè, chí mạng sát thương chí mạng với lại nội công đẹp ơi, năm dòng này rất là đẹp mày, có hút sinh lực nữa càng tốt. Rồi tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng, nội công, chí mạng và tấn công. Nhẫn dưới hệ kim là nội công, chí mạng sát thương chí mạng, tấn công, hút sinh lực và kháng mộc. Tấn công, nội công chính xác và chí mạng, nãy mày chính xác để kích khả mà ta. Nên bình thường cái này thì cô nghĩ là mang tỷ lệ tăng cũng hợp lý chứ, đúng không? Tỷ lệ tăng nó cũng là bậc 13 mà. Rồi qua cái ngọc bội, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, tấn công, chính xác, đỡ đòn miễn thương. Tấn công, tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng, chí mạng và nội công. Rồi qua cái áo hệ mộc, độc sát nội, bỏ qua kháng mộc, chí mạng, sát thương chí mạng, sinh khí và sinh lực tối đa, kháng chí mạng, thương pháp, né tránh và đỡ đòn. Trời, ảnh không dùng sinh khí nha anh em, không dùng đá sinh khí mà máu cổng là 400k rồi đấy. Rồi qua cái nón, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, tấn công, thương pháp và sinh khí, thương pháp, kháng chí mạng, né tránh và đỡ đòn. Wow, ghê thật. Không sử dụng đá sinh khí luôn. Nội công nè, rồi tấn công nè, sinh khí nè, bảo quà né nè này. Nói chung là bây giờ là miễn sát thương chí mạng là coi như là vô dụng đối với nãy, kháng chí mạng đã full này, miễn sát thương chí mạng coi như là vô dụng. Anh ấy view là nếu như anh ấy lấy là nội công, bỏ qua né, tấn công, đúng không? Rồi lấy những chỉ số né tránh, thương pháp nữa. Ok lắm. Rồi qua Văn Cương, né tránh, đỡ đòn, kháng chi mạng, thương pháp. Cái đai hệ thủy, nội công, tấn công, sát thương chi mạng, chi mạng, kháng chi mạng. Này bỏ qua né là cực đẹp luôn. Rồi kháng chi mạng, thương pháp, đỡ đòn và né tránh, miễn sát thương chi mạng. Miễn sát thương chi mạng là đối với anh là vô dụng rồi, thầy ảnh full kháng chí mạng rồi anh em ạ. Rồi qua cái đôi dài hệ thổ, qua đôi dài hệ thổ, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, tấn công, né tránh và sinh lực tối đa, đỡ đòn, né tránh, thương pháp và kháng chí mạng. Anh em thấy là ảnh không mang đá sinh khí luôn, để mình xem các anh em khác có mang đá sinh khí hay không. Hình như là các anh em ấy là không ai mang đá sinh khí luôn anh em, thì xem có ai mang không. Sinh khí là 164 điểm, bậc 12, 164, để mình xem nha. Mình tính thử coi, 164 là viên vực rực rỡ, nhưng cho năm là nhiều, 820 điểm sinh khí. Và hiện tại là anh ấy đang có là 372% sinh lực cơ bản. Thì mình nhân cho 372, mình chia cho 100, rồi cộng cho 820 đúng không? Rồi nhân cho 20 điểm. Là nếu như anh ấy mang sinh khí thì máu của anh ấy sẽ tăng thêm khoảng
theo như mình tính đó nha, thì cái khoảng là khoảng 77k. Tại mình tính là cái nhiêu đó sinh khí thì sẽ tăng thêm 77k cộng cho nhiêu đây là có thể là 100 cộng cho 398.000 là 475k máu nếu như anh mang sinh khí. Mà hiện tại là gần 400k máu rồi. Cô thấy vậy là quá khủng rồi anh em. Quá khủng luôn á. Quá ghê gớm luôn. Quá thực sự ghê gớm. Rồi qua cái bí kíp của anh ấy, dịch cưng kinh là lên 5 sao luôn. Chiếm màn thời gian thổ thương giảm. Càng không đại nghịch Nazi luôn. Tấn công hết tất cả thời gian trung giảm. Hấp tinh đại pháp. Độc sát nội bỏ qua kháng mộc tỷ là suy yếu. Và thích thương quyền. Tấn công hết tất cả kháng chí mạng. Tuyệt học của anh ấy full cam rất là dữ dội. Nội công nè, chi mạng, bảo quản kháng mộc, sát thương chi mạng, độc sát nội, bảo quản để tránh, kháng chi mạng mà để tránh. Mấy cái này full hết trơn rồi. Anh ấy sử dụng cái dự thủ hồi sinh nó rất là ngon, cực kỳ ngon luôn, ngon hơn sinh sinh rất nhiều. Tại vì sao? Nó hồi sinh lực mỗi giây là 8%, 8 nhân cho 6 giây là 48%. Bị đánh, người ta đánh thì chúng ta cứ có thể là tự động bút máu lên gần nửa cây máu. Quá dữ luôn. Rồi kinh mạch thì nấy lên được tầng 9 luôn mà anh em ơi, tầng 9 huyệt thứ 1. Tông sư của anh ấy là đã theo mình thấy là đã full hết tất cả hệ mộc, full hệ mộc. Và anh ấy đang đẩy qua bên hệ hỏa nữa. Ngoại trang thì anh em thấy là bây giờ Vinagame phát triển thêm mang ngoại trang có sáng sáng, rất là nhiều anh em thích luôn. Rồi thú cưỡi hiện tại là chạy con Lutin, di chuyển, né tránh, sinh lực tối đa kháng tất cả. Mình xem. Tham Lan Cực chưa ra cái phi phong mới hay sao á. Rồi tấn công sinh lực tối đa cùng quán ngũ hành sinh lực tối đa cơ bản chí mạng và đỡ đòn. Hiện tại đang có một cái mặt nạ tăng sinh lực cơ bản, tấn công cơ bản, tỷ lệ hồi sinh lực này ngon lắm nha. Mình bơm máu nó tăng được nhiều sinh lực ấy. Rồi có được ngũ hành ứng và cái trang sức thì anh em có thể nhìn thấy cái độ khủng của anh Thiên Tôn. Thật sự đây là một cái con boss luôn á, phải nói là vậy. Nếu mà solo thì cô hiện tại là cô vẫn chưa có nghĩ được ai có thể là solo thắng lại ảnh. Tại vì khả năng khống chế của ảnh có rất là nhiều. Với lại khả năng Mỹ khống chế, kháng lại cái khống chế anh ấy build hầu như là để khắc Ngami với lại hay kim rất là nhiều, tỷ lệ giảm rất là nhiều. Nên là đây là một trong những người có khả năng rất là cao vô địch Võ Lâm Minh Chủ 2022 kỳ này. Nhưng mà cũng khó nói lắm anh em. Tại vì hiện tại, tại sao cô nói là Võ Lâm Minh Chủ 2022 kỳ này hay? Thiếu Lâm cơ động mạnh ở Thiếu Lâm Đào. Thiên Dương bây giờ khống chế rất là ghê, có thêm Dương Môn nữa. Những môn phái hay kim đã bắt đầu có chỗ đứng ở trong cái phiên bản hiện tại. Giờ chưa kể là Võ Đan Khí đâu này nọ. Rồi những cái môn phái thiên về solo nữa đã bắt đầu xuất hiện nữa. Nên là cái việc mà nếu như anh Thiên Tôn mà đánh sơ xuất một chút xíu trong cái phần BK thì chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vậy là cô mới nói bây giờ các phái nó bắt đầu nó cân bằng lại với nhau, ăn thua nhau là chỗ BK và cấp build đồ. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái mùa Võ Lâm Minh Chủ 2022 thành công và có những cái màn BK cực kỳ mạnh nhạy cho anh em. Và video của mình sẽ kết thúc tại đây. Anh em có bình luận gì cứ comment phía bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận nha. Đừng quên cho mình một like, một chia sẻ. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.